Thưa quý vị và bà con, trong chăn nuôi nói chung, nuôi tôm nói riêng, giống được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, người nuôi tôm không dễ tìm cho mình nguồn tôm giống có chất lượng đảm bảo cho vụ thành công. Cùng với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn việc kinh doanh giống đảm bảo chất lượng từ các cơ sở sản xuất, người nuôi tôm cần nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chọn lựa nguồn tôm giống đảm bảo yêu cầu về chất lượng thú y thủy sản. Ở đồng bằng sông Cửu Long, Bạc Liêu được đánh giá là một trong các tỉnh có tiềm năng phát triển mạnh về nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản. Trong đó, tôm nước lợ được xác định là đối tượng nuôi chủ lực. Từ những cơ sở sản xuất tôm giống nhỏ lẻ ban đầu, đến đây Bạc Liêu đã hình thành được các khu sản xuất tôm giống tập trung với quy mô và năng lực sản xuất tương đối lớn. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 600 cơ sở sản xuất và ươm tôm giống. Trong đó có 8 công ty doanh nghiệp sản xuất giống có quy mô lớn, uy tín và thương hiệu trên toàn quốc, như công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu, công ty trách nhiệm hữu hạn tôm giống Dương Hùng, doanh nghiệp tư nhân tôm giống Kim Sa, công ty tôm giống số 1. Các cơ sở trong toàn tỉnh sản xuất hơn 35 tỷ boss một năm, đủ để cung cấp cho người nuôi tôm trong và ngoài tỉnh. Mặc dù nguồn tôm giống được sản xuất tại Bạc Liêu khá dồi dào, chất lượng tương đối đảm bảo, song nhiều hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến vẫn có thói quen chọn tôm giống theo kiểu chào hàng, giao tận nơi, giá rẻ. Đây chính là điều kiện cho các thương lái nhập tôm giống kém chất lượng từ các tỉnh khác vào Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu thì có cái tiềm năng để phát triển cái nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm. Trong đó thì chủ yếu là con tôm sú và tôm thẻ. Thì với cái diện tích càng ngày càng tăng thì cái nhu cầu tôm giống đáp ứng cho cái sản xuất thì hiện nay thì chưa đủ. Nên cái việc mà tôm giống nhập từ các tỉnh vào trong tỉnh thì hiện nay vẫn còn phổ biến. Nhờ bên cạnh thì các cái cơ sở mà có đầy đủ mà uy tín, chất lượng và có nhãn mác và có giấy chứng nhận kiểm dịch khi mà nhập tỉnh thì gồm vẫn còn có một số cơ sở là xuất tôm mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Điều này gây khó khăn cho vấn đề kiểm tra, kiểm soát của và ngăn chặn dịch bệnh của tỉnh. Thì trước tình hình đó thì ngành thanh tra của sở đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển tôm giống nhập tỉnh để ngăn chặn cái tôm mà kém chất lượng nhập vào tỉnh. Đối với những tôm mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch thì xử phạt theo quy định của nhà nước. Và đối với những lô tôm mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch thì bắt buộc kiểm dịch lại trước khi cho xuất bán. Thì còn mà đối với các cái cơ sở trong tỉnh thì cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở để chứng nhận cái cơ sở an toàn dịch bệnh xuất gán bán cho người dân. Có như vậy thì mình mới ngăn chặn được cái vấn đề mà tôm kém chất lượng mà cung ứng cho người dân. Mà thực tế hiện nay thì ở vùng Bắc Quốc Lộ, người dân vẫn còn mua tôm giá rẻ, tức là những tôm trôi nổi không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Điều này thì nó sẽ gây phát tán mầm bệnh và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Nên Sở Nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân là nên mua những cái tôm giống mà có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch và đã có qua kiểm dịch, thì như vậy thì sẽ ngăn chặn được cái mầm bệnh phát tán và cũng đảm bảo được cái năng suất và cái sản lượng cho người nuôi. Về tình trạng tôm giống trôi nổi, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bạc Liêu nhận định, tình trạng tôm giống trôi nổi hầu như năm nào cũng có, nhất là vào thời điểm thị trường khan hiếm tôm giống chất lượng. Nguồn giống này chủ yếu được bán trực tiếp cho những hộ nuôi nhỏ lẻ theo mô hình quảng canh cải tiến hay tôm lúa, chứ ít khi qua các cơ sở ươm dèo tại địa phương, nên việc kiểm soát là rất khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Chi cục Thú y cũng đã tiến hành thành lập là 4 đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp giữa Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thanh tra sở, cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông tiến hành là kiểm tra trên 300 cái phương tiện là vận chuyển giống thủy sản, thì trong đó là có 25 trường hợp là vi phạm về cái giống thủy sản, tức là quá trình vận chuyển không có giấy tờ. Thì so với năm ngoái thì cái số lượng giống thủy sản nhập vào thì có giảm hơn, nhưng mà cái giấy tờ thì nó đợt này thì hầu hết các chủ phương tiện đã có ý thức và giấy tờ là cũng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên là có một số trường hợp là một số xe là ví dụ như vận chuyển khoảng độ 3 triệu con bốt, nhưng mà trong đó thì 2 triệu
là có giấy kiểm dịch, còn 1 triệu là không có giấy kiểm dịch thì cũng đã bị đoàn thanh tra là lập biên bản và xử lý. Thì so với năm 2017 thì năm nay ấy, là ý thức chấp hành về công tác kiểm dịch giống thủy sản là tốt hơn so với năm ngoái. Đồng thời ấy, thì cái lượng mà tôm nhập vào đi qua tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau năm nay ấy, thì trung bình là một ngày khoảng từ 15 xe để nhập vào. Đồng thời ấy, là hiện nay ấy, là các cơ sở mà ươm tại quảng lộ Phụng Hiệp gia tăng, vì vậy nên cái lượng xe đi về đường quảng lộ Phụng Hiệp là tương đối nhiều. Đây cũng là một số cái vấn đề khó khăn trong cái công tác mà kiểm tra và kiểm dịch, tại vì hầu hết các xe là đi ngoài, đi vào ban đêm, thì bây giờ đó là hầu hết các xe có khả năng đi là buổi sáng, buổi chiều hoặc là buổi tối, nên là đoàn thanh tra kiểm tra cũng gặp nhiều khó khăn trong cái công tác mà thanh tra kiểm tra. Chất lượng con giống kém phần nào là do các cơ sở sản xuất giống nhỏ lẻ, không đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất không đảm bảo. Theo thông tư số 26/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ sở ươm dưỡng giống thủy sản bắt buộc phải có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên, hoặc có giấy chứng nhận, chứng chỉ được đào tạo về nuôi trồng thủy sản do cơ quan chức năng cấp. Tuy nhiên, toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 600 cơ sở kinh doanh tôm giống, nhưng phần lớn không hội đủ điều kiện này. Cũng theo thông tư 26, tôm giống xuất tỉnh mới bắt buộc kiểm dịch. Các chủ cơ sở sản xuất tôm giống không nhất thiết phải kiểm tra chất lượng con giống trước khi tiêu thụ nội địa. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc nuôi tôm của người dân. Mặt khác, các lô tôm giống đều có giấy chứng nhận kiểm dịch, nhưng việc kiểm tra đánh giá thật sự chất lượng con giống, nguồn gốc con giống thì chưa ai khẳng định được. Hiện nay thì cái công tác mà kiểm dịch nó cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là cái phương tiện là vận chuyển hầu như thì khi không có giấy tờ là người ta trốn tránh, là không chấp hành cái công tác kiểm dịch. Đồng thời chạy xe thì hầu như là chạy với tốc độ cao, lượn lách thì làm cho mình như là để mà dừng xe để kiểm tra là gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai nữa là hầu hết là công tác mà đi kiểm tra vào ban đêm, nên việc là kiểm tra cái con giống mà không có giấy tờ thì cũng gặp nhiều khó khăn, tại vì phải đưa về trạm kiểm dịch để mà kiểm tra lại, nhất là ở những cái khu vực xa như thì ở dưới quảng lộ Phụng Hiệp, để đưa về trạm kiểm dịch là gặp nhiều khó khăn, do là cái thời giờ mà các chủ phương tiện này là bán lại cho các cơ sở đó hoặc là người chăn nuôi đó là hẹn giờ rồi, nhưng mà đưa về mà kiểm tra lại thì mất rất tốn thời gian, khoảng là vài tiếng đồng hồ thì mới có khả năng kiểm tra lâm sàng và kiểm tra kính hiển vi được, nên là cũng gặp nhiều khó khăn trong cái công tác thanh tra kiểm tra. Để ngăn chặn kịp thời việc phát tán tôm giống kém chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị các tỉnh chỉ đạo các đơn vị cơ sở khẩn trương thực hiện các biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các chợ tôm giống và tăng cường công tác kiểm dịch tôm giống tại các chợ tôm. Theo đó, xử lý nghiêm các vi phạm để hạn chế dịch bệnh. Bản thân các địa phương cần thực hiện kiểm soát tốt nguồn gốc, chất lượng tôm bố mẹ sử dụng cho sinh sản. Đồng thời, các cơ sở vận chuyển ấu trùng, hậu ấu trùng và tôm giống phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc để ngăn chặn tôm giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Các địa phương cần tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành dọc tuyến đường tại khu vực có chợ tôm tự phát. Yêu cầu các cơ sở bán tôm giống tại chợ ký cam kết với chính quyền địa phương không vi phạm các quy định về chất lượng tôm giống. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi mua tôm giống có hợp đồng mua bán chặt chẽ, lựa chọn những cơ sở sản xuất giống có uy tín, tôm giống được kiểm tra chất lượng và kiểm dịch theo quy định. Điều 17 của Nghị định số 90 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y như sau. Vi phạm quy định chung về giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, thuê, mượn giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.
phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, cho thuê, cho mượn, thuê, mượn giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trong trường hợp kiểm dịch lại phát hiện động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch. Để phục vụ tốt cho vụ mùa sản xuất năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thú y thủy sản với các nội dung sau: tổ chức triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc chấp hành các quy định của pháp luật sản xuất kinh doanh giống, thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học, dùng trong nuôi trồng thủy sản, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở nuôi trồng thủy sản, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học, dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các nội dung chính như điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, hồ sơ lưu trữ ghi chép trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng giống thủy sản theo công bố tiêu chuẩn của cơ sở. So với các năm trước thì tình hình tôm giống từ đầu năm đến nay nhập tỉnh thì cái vấn đề mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch thì có giảm nhưng mà vẫn còn. Tức là những cái cơ sở nhỏ lẻ ở các tỉnh mà xuất đi đó thì không làm giấy được giấy chứng nhận kiểm dịch và không có kiểm tra chất lượng tôm giống trước khi xuất bán. Thành ra là cái tình trạng đó vẫn còn. Thì để ngăn chặn cái tình trạng này đó thì Sở Nông nghiệp cũng đã có làm việc với các cái tỉnh mà có xuất tôm vào tỉnh Bạc Liêu để kiểm tra chặt cái nguồn tôm giống nhập tỉnh. Để tiếp tục giữ được niềm tin và thương hiệu cho tôm giống Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã và đang tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch, đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho các khu sản xuất tôm giống tập trung trên địa bàn tỉnh và sẽ chỉ đạo các ngành tăng cường công tác thanh kiểm tra để hạn chế thấp nhất tình trạng tôm kém chất lượng được bán tràn lan trên thị trường. Địa phương sẽ lựa chọn các cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất mỗi năm trên 1 tỷ BOS đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Để có được tôm giống chất lượng, theo các chuyên gia, trước hết phải là từ các cơ sở sản xuất giống, đến việc kiểm soát hoạt động sản xuất, phân phối sản phẩm và cả ý thức của người nuôi. Với các trại sản xuất tôm giống, cần đáp ứng 5 yếu tố: nguồn tôm bố mẹ tốt, đảm bảo khả năng sản xuất giống tốt, trại giống đảm bảo điều kiện an toàn về mặt sinh học, nguồn nước phục vụ sản xuất tôm giống phải đảm bảo và được xử lý kỹ không để ô nhiễm, thức ăn cho tôm giống có chất lượng cao, sử dụng các vi sinh, enzyme, không dùng kháng sinh, hóa chất trong quá trình sản xuất tôm giống. Chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn lại quý vị và bà con trong chuyên mục kỳ sau.